Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 9 tháng 7 cho biết, mối quan hệ giữa Ấn Độ với Nga dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, và ông rất vui khi hai quốc gia cùng kề vai sát cánh để cung cấp năng lượng mới cho sự thịnh vượng toàn cầu. Tuyên bố trên được ông Modi đưa ra khi phát biểu trước cộng đồng người Ấn Độ ở thủ đô Moscow trong khuôn khổ chuyến thăm Nga đầu tiên sau 5 năm. Thủ tướng Ấn Độ cũng đánh giá cao sự lãnh đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin và ca ngợi cam kết của hai nước nhằm vươn lên mạnh mẽ hơn trong cả thời điểm thuận lợi và khó khăn. Cũng tại sự kiện này, Thủ tướng Modi thông báo mở hai lãnh sự quán mới của Ấn Độ tại Nga. Theo ông, việc mở hai lãnh sự quán mới ở Kazan và Ekaterinburg sẽ giúp thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh doanh giữa hai nước.